Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, Hoa Kim Göth, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức từ ngày 24 đến 26 tháng 11. Chuyến thăm đã diễn ra đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Sáng ngày 25 tháng 11, lễ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang do Tổng thống Hoa Kim Göth chủ trì đã diễn ra tại phủ Tổng thống Đức. Tại cuộc hội đàm ngay sau đó, chủ tịch nước khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam xem Đức là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu cũng như trên thế giới. Cũng trong ngày 25 tháng 11, chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội đàm với thủ tướng Đức Angela Merkel. Đôi bên đã thống nhất trong 5 năm tới sẽ đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la, đầu tư của Đức tại Việt Nam đạt mức 5 tỷ đô la. Thủ tướng Angela Merkel cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam thâm nhập vào thị trường Đức. Đức hiện là đối tác lớn của Việt Nam tại châu Âu cả về thương mại, khoa học, công nghệ lẫn môi trường và giáo dục. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Đức đã tăng gấp đôi từ mức 4,1 tỷ đô la năm 2010 lên 7,8 tỷ đô la vào năm 2014. Đức cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU, chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tại EU. Vốn đầu tư của Đức rót vào Việt Nam hiện đã vượt 1,4 tỷ đô la không ít doanh nghiệp lớn của đức cũng đã có mặt tại việt nam từ nhiều năm qua như siemens mercedes-benz hay bosch